Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với blog Ngày Thắng.com. Thì ngày hôm nay Thắng sẽ cập nhật cho cô chú anh chị của bạn một số những cái thông tin cập nhật liên quan đến Vimitano, Bitcoin và Setmoon. Thì một cái thông tin đầu tiên rất là quan trọng mà Thắng muốn gửi tới cô chú anh chị và các bạn đó chính là đơn vị Hacken đã audit cho bên Vimitano Blockchain một cách thành công. Thì chúng ta có thể nhìn thấy ở trên cái CoinMarketCap là cái việc VNet nó đã được ghi kiểm toán hack hacken ở đây rồi. Thì song song với hacken thì chúng ta có rất nhiều những cái đơn vị kiểm toán khác nhau. Chúng ta có thể thấy ở đây chúng ta có nhiều đơn vị, ví dụ như là chúng ta có Certix, chúng ta có hacken, chúng ta có Quantstamp, có Chairbit, Open Zipline, rất nhiều các cái đơn vị như vậy. Thì chủ yếu những đơn vị chúng ta nổi tiếng, chúng ta hay thấy nhất đó là Certix và hacken là nhiều hơn. Thì với cái điều này thì Thắng thấy rằng là nó cũng là một cái dấu hiệu tốt dành cho dự án của Remitano. Và khi mà cái này thông tin này được công bố ngày hôm qua thì chúng ta thấy có cái sự tăng giá một chút đối với cái đồng Remitano. Tuy nhiên rằng Remitano nó sẽ cần rất nhiều thời gian nữa để có thể chứng minh được cái năng lực của mình. Trên thực tế thằng thấy rằng là khi cái thông tin ở trên CoinMarketCap đây nó chỉ là sell reporting rồi chứ nó chưa phải là được CoinMarketCap họ thống kê, thế cho nên là nó không có ghi rõ chính thức là tổng công lưu hành là bao nhiêu. Cho nên chúng ta không thể nào chúng ta biết chính xác được. Cho đến khi nào chúng ta thấy có cái vốn hóa thị trường rõ ràng, có cái tổng công lưu hành rõ ràng thì chúng ta sẽ biết chính xác được là cái dự án pin, cái dự án VNet này nó phát triển như thế nào. Thì ngoài những cái cập nhật trong trước đó thì chúng ta có một số những cái cập nhật khác về về Mitano nữa. Rồi như vậy là chúng ta cũng điểm qua thêm là cái quý 1 là nó đã hoàn thành với cái việc tạo ra một cái đồng stablecoin của nó này, tạo ra được cái Nemo Swap đầu tiên này và có cái ví Demon Wallet này. Ok, thì cơ bản là quý 1 họ đã hoàn thành được đủ ba cái mục tiêu của họ. Và bây giờ chúng ta chờ đợi vào cái quý 2 thôi là họ sẽ phát triển cái dịch vụ service để dành cho việc trao đổi fiat, và thứ hai là cái vườn vườn ươm ứng dụng. Thì này nó là một cái mục tiêu rất là khó khăn, và bởi vì nó đợt này nó là vào tháng 5 rồi, thì chúng ta còn đâu đó có một tháng nữa thôi, thì chúng ta hơn một tháng nữa thì chúng ta sẽ chờ đợi xem về Vitano họ phát triển cái thông tin công nghệ thông tin như thế nào. Hiện tại chúng ta chưa thấy có cái động tĩnh gì về cái việc làm cái escrow service for fiat, cũng như chưa có cái DApp Garden. Thì cơ bản thì chúng ta sẽ lại phải chờ đợi xem là cái DApp Garden ở đây nó sẽ là những cái gì. À, nó bao gồm những cái hạng mục nào và nó có cái ứng dụng thực tế trong cuộc sống sử dụng blockchain hàng ngày của người khác không. Thì khi làm được cái điều này thì có lẽ là người ta mới sử dụng cái Remitano chain thay vì các cái chain khác. Thì cái tính ứng dụng nữa. Cập nhật một chút về Bitgert thì là Bitgert đã được tích hợp trên ứng dụng Now Payment. Cái Now Payment thực ra nó cũng là một đơn vị làm việc về thẻ, phản động thẻ tiếp nhận các cái khoản thanh toán như là Bitcoin, Ocoin. Thì ngoài những cái Ocoin chúng ta đã biết như là Ethereum, BNB thì Bitget cũng đã được cập nhật lên trên này và cũng được sử dụng để thanh toán như các cái dạng thức tiền crypto khác. Thì ở đây có một cái thông tin cập nhật của cái đội ngũ Bitget team, họ bay đến Trung Quốc để thăm cái nhà máy để sản xuất, và họ sẽ có thể chụp ảnh thông tin và họ sẽ tiết lộ một số những thông tin chia sẻ để cho chúng ta biết hơn về cái việc làm ô tô của họ. Thì cái này chúng ta sẽ phải chờ đợi. Và Bitget cũng rất là nhanh chân khi kết hợp với Chat GPT, nó cũng như một cái dạng chat GPT á. Thì bây giờ bạn có thể vô trong cái Telegram của cái bên Chat GPT để hỏi những cái thông tin về Bitget, thì Bitget họ sẽ cung cấp những thông tin đầy đủ rồi, thì cái Chat GPT này sẽ giải quyết những cái vấn đề thắc mắc của chúng ta khi vào cái Chat GPT này. Và các bạn có thể kích vào ChatGPT, ấn vào cái temi này, chấm ChatGPT này, bạn sẽ vào cái mục chat này, bạn tham gia vào group và bạn có thể hỏi những cái thông tin của bạn muốn hỏi với cái con này về cái đồng price cũng như là cái dự án Bitget được. Thì chúng ta có thể tham khảo nha. Ngoài ra thì gần đây thì Bitget cũng được nhắc đến rất nhiều trên các cái trang mạng, ví dụ như swapzone.io, ví dụ như The Coin Republic, họ cũng nói rất nhiều về Bitget. Họ tổng hợp những cái thông tin cũng như là chia sẻ những cái mục đích cũng như là cái thế mạnh của Bitget đưa ra, ví dụ như là về cái tốc độ giao dịch này, về phí gas này. Và người ta cũng nói luôn Bitget có một số những cái đặc biệt nổi bật và cái cách để họ giải quyết vấn đề, ví dụ họ có cái cơ chế buyback and burn đó để giúp cái lạm phát nó chậm lại, ví dụ vậy.
thì họ nói cũng nhấn mạnh về cái chuỗi khối BRC20 của Bryce, có cái tác dụng rất là tốt cho việc xử lý thông tin cũng như là dữ liệu, và có cái thể chống những cái giả mạo này, cái tính bảo mật rất là minh bạch trong giao dịch. Ok, thì đấy là những cái mà chúng ta thấy người ta viết về Bitcoin. Tất nhiên là về việc viết trên mạng đó là marketing thì có thể người ta được trả tiền để viết cho nó tốt hơn về về Bryce. Thực tế thì Thắng nhìn cái lợi cái việc họ viết về những cái hệ thống của nó thì nó chưa có gì là nổi bật lắm, ngoài cái việc phí giao dịch rẻ, tốc độ xử lý nhanh, và nó bảo mật vậy thôi, thì nó khá là chung chung. Một trong những cái thông tin quan trọng nữa đó là cái việc mùa này nó đang vào cái mùa của meme coin, hầu hết người ta sử dụng tiền của mình để vào những cái đồng meme coin với một cái tâm lý là mong muốn là đạt được cái lợi nhuận nhanh nhất thay vì đầu tư dài hạn như là những cái đồng coin truyền thống. Vậy cho nên là thậm chí có rất nhiều người họ bán tài sản của mình đi, ví dụ bán cái đồng Bryce của họ đi và họ mua meme coin là chuyện rất là bình thường. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy rằng cái giá của cái đồng Bryce nó giảm rất là sâu. Ok, cho thấy giá nó giảm khá sâu, giảm rất là thấp so với cái thời kỳ đạt điểm cao của nó trước đó. Như vậy mình thấy giá nó giảm rất là sâu như vậy. Thế là trên cái trang Bitcoin Community là chính cái người quản trị của cái trang này, người ta cũng bán chính cái đồng coin Bitbrite của họ đi ở trên sàn Maxi Global để mà sử dụng nó để mà mua memecoin là cái đồng Pepe. Thì không biết là cô chú anh chị các bạn có mua cái đồng Pepe này không, nhưng mà hiện tại Thắng thấy rằng nó có cái lợi nhuận rất là cao. Thắng không có đầu tư vào cái đồng Pepe này, rất là tiếc. Nếu mà mình mua ngay từ đầu có khi là trở thành giàu rồi đó, nhưng rất tiếc mình không có mua. Nhưng mà tương lai á, cái đồng meme Pepe này rất có khả năng nó sẽ được list lên trên sàn Binance của chú anh chị nha. Nó mà được list lên Binance á, thì nó sẽ lại trở thành một cái meme coin tiếp theo. Sau cái thằng Dogecoin, Shiba Inu thì bây giờ mình có cái con Pepe coin. Thì nếu mà nó lên thì thật sự nó là cái chuyện rất là bình thường, nếu mà nó lên được thì chăng nữa. Thì ai nắm giữ cái đồng Pepe này thì thực sự sẽ có một cái giá trị biên lợi nhuận rất là cao, cao hơn rất nhiều so với việc đầu tư truyền thống. Thì bây giờ là mùa có meme mà. Mua meme thì những cái đồng coin như kiểu Ocoin thì rõ ràng nó bị tụt rất là nhiều, vì tiền từ Ocoin nó sẽ chuyển sang meme coin hoặc là chuyển sang Bitcoin. Khi nào Bitcoin nó đạt được cái ngưỡng ổn định thì người ta mới rút tiền từ Bitcoin, người ta chuyển lại ăn coin, nhưng mà phải hết mùa meme coin cơ. Tức là hiện tại bây giờ chúng ta cũng không kỳ vọng gì nhiều đối với đồng Bryce ở đây cả. Rồi một cái thông tin cập nhật nữa dành cho ai đang nắm giữ đồng Crossnode, đồng Crow, đồng crypto.com trước ấy, thì là ngày mùng 2 tháng 5 năm 2023 nó có những cái dự thảo liên quan đến việc đốt token Crow. Thì ở trên trang GitHub nó cũng đưa những cái thông tin liên quan đến cái điều này để Thắng có thể dịch cho cô chú anh chị và các bạn tham khảo. Thì cái mục đích chính của nó là cứ một thời gian một năm nó sẽ đốt được khoảng 100 triệu đồng Crow thôi. Trong năm đầu tiên này, có thể sang năm tiếp theo là 200 triệu, 300 triệu, thì cái đó nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Hiện tại thì cái mức độ phát thải của Crow là cứ là 646 triệu Crow do lạm phát mỗi năm á, thì tức là khoảng 2,5%. Thì bây giờ nó đang muốn cố gắng làm sao mỗi năm nó giảm từ 2,5% xuống một cái mức độ nào đó cụ thể. Thì ở đây thằng nhớ là nó có thông tin đây, 2,5% xuống còn 2,1% đó, tức là xuống như vậy. Và cái điều này nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc staking, tức là lợi nhuận của các bạn nào staking cái đồng Crow này nó sẽ bị giảm, tức là farm cái đồng Crow ấy, thì nó giảm từ 13,6% xuống còn 11,5% thôi. Tức là cái lợi nhuận của cái người farming hoặc là staking nó bị ít đi, nhưng bù lại thì cái lượng lạm phát nó sẽ thấp hơn. Thì như vậy là cái cơ hội để mà Crow nó tăng cái vốn hóa của nó lên để mà đạt được cái giá 1 đô này, 2 đô, 3 đô cho đến 10 đô thì nó có khả thi hơn. Rất nhiều những cái trang mạng trên mạng xã hội Thắng đọc ở trên mạng báo nước ngoài họ cũng đưa ra những cái kỳ vọng là có thể đạt được đâu đó là từ 30 đến 40 đô. Thậm chí là có những bài báo viết là tăng lên đến 100 đô. 100 đô rất là khó, trừ trường hợp nó đốt khoảng 90% cái tổng cung của nó, khoảng dưới 1 tỷ. Ta nghĩ là lên 100 đô là có thể. Thì còn nếu mà để đạt được khoảng tầm 31 đến 10 đô thì cái tỷ lệ rất là cao. Nếu như mà cộng với việc đốt cũng như là lạm phát nó kiềm chế thấp hơn, với cái vốn hóa tăng mạnh, bây giờ vốn hóa của Crow đạt được cái ngưỡng mà như BNB chẳng hạn, thì có rõ ràng là nó hoàn toàn có thể. Rất nhiều những cái YouTuber cũng đã so sánh Crow với BNB, thì Thắng nghĩ là mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng mà cơ bản thì Crow vẫn là một trong những cái dự án đáng để chúng ta đầu tư, vì nó là token sàn, coin sàn, và Crow nó là một trong những cái đơn vị nó phát hành cả những cái thẻ tín dụng Visa, Mastercard về Crow nữa, thì có thể dùng đồng Crow CR để chúng ta thanh toán rất là chi tiết và tuyệt vời, thậm chí có thể
thanh toán bằng những cái đồng coin khác nếu mà chúng ta nắm giữ trên cái đồng ví liên kết thì rõ ràng hoàn toàn có thể thanh toán được. Thì cái tính thực tế của Cro và crypto.com là không thể bàn cãi. Và tiếp theo là một số những thông tin cập nhật về SafeMoon. Thì trên cái trang Dentalogy ấy, cũng như là trên trang SafeMoon ấy, thì Thắng không thấy có bất cứ một cập nhật gì mới đối với SafeMoon cả. Thậm chí cả trên trang John Kerry cũng chưa có những thông tin gì nhiều. Về cơ bản thì Thắng thấy rằng SafeMoon nó vẫn đứng ở một cái vị trí cố định, nó chưa có bất cứ một cái đột biến nào cả. Bây giờ chúng ta chỉ có là chờ đợi xem SafeMoon nó đưa ra những cái thông tin cụ thể nào hay không. Thế nhưng mà một lần nữa Thắng vẫn muốn remind đó chính là đang trong thời kỳ meme coin ấy, thì rõ ràng là những cái đồng altcoin nó sẽ không có cái giá trị tăng được đâu. Ít nhất thì chúng ta thấy rằng cái giá của đồng SafeMoon nó cũng không bị giảm quá sâu. Đó là cái điều mà chúng ta có thể thấy. Thôi thì chúng ta cố gắng chờ đợi, kiên trì thôi. Chứ đối với SafeMoon thì chúng ta không có những cái thông tin cập nhật gì mới thêm. Còn trên Reddit thì người ta có rất nhiều những cái thông tin không được tốt lắm về SafeMoon. Và đúng ra là họ chê bai SafeMoon rất nhiều thứ. Thì cô chú anh chị các bạn có thể lên trên này đọc. Thì đây Thắng có thể trích một cái đoạn ở trên Reddit cho mọi người xem để chúng ta tham khảo. Thì có hai cái kịch bản xảy ra, đó là một là SafeMoon đã kiếm được hàng triệu đô la và John đã biến SafeMoon thành mô hình kinh doanh phân bổ vốn một cách chính xác để giữ SafeMoon hoạt động hiệu quả trong tương lai gần. Hoặc là cái thứ hai, SafeMoon đã kiếm được hàng triệu đô la và John đã không đánh đồng tiền không đánh đồng tiền và chia lợi nhuận cho những người thân thiết của anh ấy. Ví dụ là vì là John kiếm được tiền, John không chia cái số tiền đó cho những người khác, thế nên là những cái người ví dụ như là Ryan này, hoặc là Jack này là rời đi, hoặc là họ thầm lặng không nói gì cả. Đó thì giám đốc điều hành của chúng ta đó chính là cái người mà chúng ta quan tâm. Thế bây giờ mình có thể vô lại cái trang SafeMoon, chúng ta xem là cái đội ngũ điều hành của họ có gì thay đổi không. Thì ở phần out team thì nó lại ghi là đang bảo trì thì chúng ta thấy rất là lạ, nhưng rõ ràng là Thắng nghĩ rằng không ai lại đem cái danh tiếng của mình ra làm trò đùa để lừa đảo cả. Chỉ những cái dự án nào mà nó không trong cái phần team á, đội ngũ của họ họ không ghi mặt rõ ràng thì mới có khả năng lừa đảo thôi. Chứ còn họ đưa ra đây thì rõ ràng là John không có ý lừa đảo, nhưng chắc có thể là John còn khá là trẻ tuổi và John có cái những cái lời nói phát ngôn nó cũng khá là sốc nổi, nên nói đúng ra là như vậy. Cho nên là nói thì nổ rất là to nhưng mà đến lúc làm thì chẳng được bao nhiêu, thì đấy là cái vấn đề nó gây ra thất vọng thôi. Cho nên là gì, chúng ta không nên kỳ vọng nhiều thì thất vọng nhiều, đó là sự thật. Thì Thắng biết là rất nhiều anh chị em cô chú đã mua rất nhiều SafeMoon, cái điều đó là sự thật. Thắng cũng là người đầu tư vào SafeMoon, và chính vì Thắng yêu quý SafeMoon nên Thắng mới thành lập ra kênh YouTube SafeMoon News Today. Thế nhưng mà đôi khi á, có những cái mà chúng ta nó không như mong muốn thì chúng ta vẫn phải kiên trì thôi. Rõ ràng là SafeMoon thì nếu như họ phát triển đúng hướng thì có thể đã thành công một cách rất là rực rỡ, nhưng mà có thể là vì là đưa ra những cái thông tin nó mang tính marketing nhiều quá cho nên là bây giờ nó ảnh hưởng. Về cơ bản thì nhìn tổng thể thì Thắng nghĩ SafeMoon nó không có gì là tệ, nó vẫn là một cái trang kênh đầu tư ok, nó giống như là một dạng ví ví và trên cái ví này nó có cái token của ví. Thì đấy, nếu mình hiểu theo cái nghĩa như vậy thì rõ ràng SafeMoon cũng không quá là tệ. Nhưng còn nếu như mình hiểu theo ngưỡng nó là một cái kênh, nó là một cái dự án vì cộng đồng, tính nhân văn này rồi phát triển này kia thì rõ ràng đúng nó là một cái điều nỗi thất vọng dành cho bất cứ ai đang nắm giữ đồng SafeMoon. Ok, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn nó sẽ khách quan hơn, thì chúng ta sẽ đỡ có cái tính cái sự suy nghĩ tiêu cực. Thì chính bạn Denology cũng nói rồi, thì chúng ta nếu mà không có một cái nhìn khách quan hơn thì rõ ràng là rất khó có thể có được những cái thành công, và thậm chí là không nhận được cái sự tôn trọng từ chính cái bạn này cũng như là từ chính những người khác. Thực ra là đối với SafeMoon thì Thắng nghĩ rằng là sẽ phải mất thêm khá nhiều thời gian nữa, có thể là phải hết cái mùa meme coin này tầm tháng 8, tháng 9, khi mà các cái altcoin nó được đổ tiền vô thì rõ ràng SafeMoon nó cũng sẽ tăng thôi. Thì nó sẽ tăng một cái ngưỡng nhất định nào đó trên trên một cái thời điểm là nó lấy lại được cái niềm tin và người ta lại tin vào SafeMoon trở lại. Thì thực ra là có những thời điểm ví dụ như Shiba Inu nó có thể suýt nữa nó về không, thì ai cũng bảo nó scam, bởi vì rõ ràng Shiba Inu là cái đội ngũ team của họ đâu có được xuất hiện trên mặt đâu, thì mình biết ai là ai đâu. Thế thì có những cái nó sẽ rất là khó có thể nói trước được, chúng ta sẽ chờ đợi thôi. Ok, thì đó là một số những cái thông tin Thắng muốn chia sẻ với cô chú anh chị các bạn.
À, có một cái nữa thì Thắng đang tham dự vào một cái sự kiện của Remitano, đó chính là tôi kể bạn nghe thì Thắng sẽ để cái video ở đường link ở phần mô tả của cái video này, hoặc các bạn có thể click vào phần phía góc phải của màn hình của cái bài video này thì có thể xem cái video đó giúp Thắng. Thì đạt được 500 view trở lên Thắng sẽ đủ cái điều kiện tham dự cái cuộc thi này. Rất cảm ơn cô chú anh chị các bạn. Và nếu như mà chúng ta yêu thích cái video này, có thể ấn nút like, share cũng như là subscribe kênh YouTube để chia sẻ video với nhiều người hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.